dưỡng được bằng cái ấu Odin dinh dưỡng của Tây Ban Nha. Cái bộ lọt nó gào lá nó to dày xanh bóng. Chúng ta cứ quyền rồi thấy lá nó to nè, đọt ra rất là đều và lá xanh. Chào mừng quý bà con đến với kênh Vật Tư Nông Nghiệp TG. Đây là kênh cửa hàng Vật Tư Nông Nghiệp chuyên các dòng sản phẩm trên cây cam trái, đặc biệt là cây cam sành và cây cây sầu riêng các con. Ở đây thì có đầy đủ các bộ sản phẩm từ giai đoạn mà làm trái, làm bông, nuôi trái, tư vấn những cái kỹ thuật cho cây cam trái, đặc biệt là cây cam sành và cây sầu riêng. Thì hôm nay thì cửa hàng sẽ giới thiệu cho bà con mình cái dinh dưỡng dạng lỏng cao cấp được nhập khẩu từ Tây Ban Nha ha bà con. Đây là cái dòng dinh dưỡng được nhập khẩu trực tiếp của Tây Ban Nha cho công ty An Phát Nông phân phối, đó là cái Overgreen bà con. Can Overgreen, can này thì nó 20 lít bà con, 20 lít thì nặng 26 kg. Đây thì bà con mình nhìn thấy ha, xuất xứ của Tây Ban Nha cho công ty An Phát Nông, công ty An Phát Nông phân phối can 20 lít này. Thì đây là sản phẩm dạng hữu cơ được sản xuất nhập khẩu trực tiếp Tây Ban Nha, phân bón đạt tiêu chuẩn châu Âu ha. Thì với công dụng trên can thì nó là cây Overgreen, thì giúp cây trồng ra rễ, bộ rễ phát triển khỏe mạnh, hấp thu dinh dưỡng được tốt hơn, trái lớn đồng đều, cây xanh bền, cây phục hồi rất là tốt sau thu hoạch. Thì ngoài ra thì cái Overgreen này còn cung cấp chất hữu cơ với hàm lượng cao cho đất, thì giúp cho tơi xốp đất, đất những đất nào mà con mình bị nén dẻ đó, thì cái Overgreen này sẽ làm cho nó tơi xốp hơn, tăng cái độ màu mỡ và thích hợp cho canh tác việt gáp, canh tác hữu cơ, tạo ra nguồn nông sản sạch chất lượng cao. Đó, cái này phù hợp với những cái vùng trồng sầu riêng là để xuất khẩu sang Trung Quốc các con ha. Thì nó đã được cái tiêu chuẩn việt gáp ha. Thì với cái hướng dẫn sử dụng thì Overgreen sử dụng được cho tất cả cây trồng ha, với liều là 1-20 lít nước cho 20 lít thuốc cho 1 lít nước. Thì cây hàng năm, như một số loại cây như là cây hoa kiển, cây rau màu thì chúng ta sẽ sử dụng từ 20-25 ngàn lần. Thì một can là tưới được khoảng 10 công đất. Với cây lâu năm thì cây sầu riêng, cây có muối, cây ăn trái thì tưới khoảng 15 ngàn lần, một can này tưới cho 5 công đất thôi con. Đó là cây cam sành như cái sầu riêng thì được 10 công. Thì đây là những dòng dinh dưỡng cao cấp đã được nhập khẩu. Thì đối với cái giải pháp mà kéo đọt cũng như là nuôi kéo bông nuôi trái thì chúng ta sử dụng cái can này cho 20 ngàn lít nước thôi con ha. Sử dụng 20 ngàn lít nước thì chúng ta tưới vô gốc, nó phun qua lá vẫn được ha. Cái dòng này dòng cao cấp, nó sẽ tan hoàn toàn và nó góp phần mà nó nuôi cây, nó giúp cho cái cây sầu riêng chúng ta cái đọt ra mạnh và cái lá nó dày xanh bóng. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà chúng ta thúc bông nuôi trái bà con. Thúc bông á, thúc bông thì khi chúng ta tưới nước trở lại thì chúng ta sử dụng cái Overgreen này kết hợp với cái chai Argon 620 để chúng ta giúp cho cái bông nó ra nhiều hơn và cây nó sẽ phục hồi trong cái giai đoạn mà mình chiết nước. Thì cây nó bị ức chế thì khi mà nó tưới cái giải pháp mà cái Overgreen và cái chai Argon đó bà con, với cái bộ Overgreen và cái Argon thì nó tưới nó vào thì giúp cho cái cây nó ra được bông nhiều hơn và cái bộ lá nó sẽ được phục hồi trở lại, cây nó bung đọt, bắt đầu bung đọt, nó kéo đọt và kéo bông. Và trong cái quy trình của cửa hàng thì chúng ta thấy là đưa cái Overgreen cộng Argon với cái liều là một can Overgreen 5 lít này và hai chai Argon chúng ta tưới cho 4.000 lít nước, thì qua quá trình tưới cây nó sẽ phục hồi lại rất là nhanh, nó ra bộ rễ mới. Đồng thời cái Argon này sẽ giúp cho cái nó ngừa được cái bệnh, ngừa được những cái bệnh ở trong rễ, đồng thời kích thích
cây nó ra được cái bộ rễ mới, làm cho cây sầu riêng chúng ta nó phục hồi được nhanh hơn. Phục hồi nhanh hơn để tạo cái cơ thể cái cây sầu riêng nó khỏe mạnh để nuôi trái trong giai đoạn sau này ha. Và cái giai đoạn sử dụng rồi con, thì đối với cây sầu riêng hay cam sành gì đó thì ấu riêng có thể sử dụng được mọi giai đoạn của cây trồng. Đây là cái dòng dinh dưỡng nhập mà nó hữu cơ thì nó an toàn, nó thay thế được hoàn toàn cái phân hữu cơ chúng ta bón. Thì cái ấu riêng này là cái dinh dưỡng hữu cơ dạng lỏng, thì nó được tinh chất là những cái thành phần hữu cơ nó đặc hiệu cho cây, thì nó không gây ngộ độc cây, đồng thời là nó bổ sung đầy đủ những cái dưỡng chất để giúp cây trồng nó hấp thu nhanh và đầy đủ những cái chất để nuôi cây ha. Đặc biệt là cây sầu riêng ngoài cây cam sành hả bà con, thì rất là nhiều bà con mình ở các nơi đã sử dụng cái origin thì đã cho cái kết quả khá là tốt ha. Nếu mà mình cứ dùng Vĩnh Long á bà con, chiên cam sành á, thì một số bà con mình đã sử dụng cái origin này rồi, thì nó là cái, nếu mà nhắc tới cái dinh dưỡng hữu cơ của Tây Ban Nha thì rất là nhiều bà con mình biết tới đúng không ạ. Thì với cái giá thành thì cái can origin Tây Ban Nha này thì chúng ta thấy là nó 2,7 triệu nha bà con. 2,7 triệu thì chúng ta sử dụng cho 20.000 lít nước mà con, hoặc là khi mà nếu mà bà con mình với cái diện tích nhỏ mà con, thì bà con mình có thể sử dụng cái can 5 lít thì giá 700.000 ha. 700.000 thì một can này với hai chai argon 620 thì phun tưới tới 4.000 lít nước, thì giúp trong cái giai đoạn mà kiến thiết cũng như là những cái giai đoạn mà nuôi cây nó đạt cái hiệu quả cao. Thì một số cái hình ảnh mà chúng ta thấy là tưới cái argon, chúng ta thấy là nó hoặc cái origin, thì những khu vực Bình Phước, Đắk Lắk thì chúng ta thấy cho sử dụng thì nó bổ sung được cái những cái vi chất, những cái để thiết yếu để nuôi cái cây. Thì qua khoảng từ 10 ngày tới thì chúng ta thấy là cái cây sầu riêng nó xanh, mà lá xanh bóng rất là đẹp phải không? Đồng thời nó sẽ kích kháng cái cây không bị bệnh, thì cái cây khỏe để nuôi bông nuôi trái trong giai đoạn sau này. Thì bà con mình nhớ ha, thì origin hiện nay có hai cái quy cách, là một quy cách 5 lít giá 700.000 và cái quy cách 20 lít thì với cái giá là 2,7 triệu. 20 lít nó nặng tới 26 kg rồi con, tính 26 kg thì nó 2,7 triệu. Thì giá thành thì tương đối hợp lý để bà con mình sử dụng. Thì kính chúc bà con mình có một cái mảnh vườn thật tốt rồi con. Kính chào tất cả bà con.